Chào mừng các bạn đã trở lại với chuỗi tọa đàm Colin Journey, hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp tại Việt Nam. Tôi là Nguyễn Trọng Thiện, là host của chương trình. Đồng hành với tôi ngày hôm nay có bạn Lan Phương, quản lý dự án hoạch định nguồn lực doanh nghiệp của tập đoàn Francis Beauty. Chào các anh chị, mình là Lan Phương, mình là quản lý dự án ERP triển khai cho tập đoàn Francis Beauty Group. Hôm nay rất vui có được tham gia với anh Thiện ở trong hành trình Go Life Journey để chia sẻ với các bạn về module Master Plan mà mình đã triển khai tại group của mình. Cảm ơn Lan Phương. Giống như anh được biết, để mà triển khai một cái dự án ERP thì một trong những cái phân hệ, một trong những cái vấn đề mà cốt lõi nhất thì nó nằm ở cái việc mà lập cái kế hoạch tổng thể, đúng không ạ? Tại vì bản chất của cái từ ERP nó đã là hoạch định nguồn lực tổng thể rồi, thì cái việc lập kế hoạch tổng thể hoặc là cái phân hệ Master Planning được xem là một trong những cái phân hệ đóng cái vai trò cốt lõi trong một cái hệ thống ERP. Thì thực sự mà nói thì Lê Phương có thể chia sẻ thêm là vì sao một doanh nghiệp mà mình cần phải có một cái phân hệ về Master Plan hoặc là hay gọi là lập cái kế hoạch tổng thể không? Đầu tiên thì mình sẽ hiểu cái Master Plan nó là một cái module mà ở đó hệ thống sẽ dựa vào những cái data trên hệ thống cùng những cái nhu cầu trong tương lai của doanh nghiệp, để từ đó họ đưa ra những kế hoạch chi tiết, ví dụ như là kế hoạch mua hàng hoặc kế hoạch sản xuất hoặc là kế hoạch về phân phối kho, để cuối cùng là mục đích là đáp ứng được các cái nhu cầu của hoặc là cái mục tiêu của doanh nghiệp, hay là nói chính xác hơn là các cái đơn hàng của khách hàng. Thì đó là cái một cái định nghĩa dễ hiểu nhất về Master Plan. Còn lý do tại sao doanh nghiệp cần và nên sử dụng cái Master Plan thì đối với doanh nghiệp của em, đối với tập đoàn như bên em thì cái Master Plan đã giúp cho cái doanh nghiệp của em, thứ nhất là sẽ có cái kế hoạch mua hàng nó chi tiết và nó hợp lý, giảm thiểu được cái lượng tồn kho không cần thiết, thì qua đó sẽ làm giảm bớt cái sự mà chôn vốn của doanh nghiệp tại các cái lượng hàng tồn kho. Ngoài ra thì cũng sẽ giúp cho doanh nghiệp có được một cái bức tranh là tại thời điểm nào có thể là mình sẽ không đáp ứng được kịp thời cái đơn hàng của khách hàng, để mình có những cái phản ứng kịp thời với khách hàng, có những cái feedback kịp thời. Thì đó là những cái lợi ích của Master Plan đem lại cho doanh nghiệp của em. Cái đó là mình đang chia sẻ về doanh nghiệp về phân phối, thì đối với sản xuất thì sao? Đối với doanh nghiệp sản xuất thì cái lợi ích cũng gần như là như vậy, nó không có gì khác nhiều. Đối với doanh nghiệp sản xuất thì như bên em, cái lượng hàng tồn kho nó cũng là một cái bài toán rất là đau đầu. Thì khi mà đưa vào cái Master Plan thì nó có một cái hay là lúc trước khi các bạn ở bên sản xuất mà họ làm plan ngoài hệ thống, tức là họ làm bằng Excel, thì đôi khi tài chính họ rất là khó để kiểm soát, tại vì họ không biết là thật ra, tại vì anh biết là bộ phận kiểm soát tài chính thì nó là một cái gì đó nó hơi rời rạc so với bên phần planning của sản xuất. Thì có một cái trường hợp là một cái bạn mua hàng ở bên bộ phận supply chain, khi mà đem một cái đề nghị thanh toán cho nguyên vật liệu qua, thì lúc đó là bên công ty sản xuất của em đã xài ERP rồi, thì lúc đó bạn tài chính đã xài ERP rồi nhưng mà chưa có xài cái phân hệ Master Plan một cách chính thức, thì bạn tài chính lúc này, bạn kiểm soát tài chính mới lên trên cái ERP cross check tất cả các đơn hàng bom rồi tất cả các thứ, thì mới find out ra là cái nguyên vật liệu này trong 3 tháng thậm chí 4 tháng tới không có nhu cầu. Thì lý do tại sao bộ phận mua hàng lại đưa cái đơn đặt hàng như thế này, thì khi mà check back lại thì bạn nhân viên mua hàng thì nói là đây là planning theo kinh nghiệm, tức là kinh nghiệm là những tháng sau nữa sẽ có những đơn đặt hàng và cần xài cái chất này nên bạn đặt trước. Thì như vậy đây là khi thì tụi em thấy là có những cái lỗ hổng mà rất là khó kiểm soát, nếu như mà chúng ta vẫn tiếp tục plan rời rạc thì rất là khó kiểm soát cho tài chính và những cái phân hệ khác. Hoặc là bên kho đùng một ngày tự nhiên có một cái chất gì đó nhập về mà họ cũng không hiểu là sau này sẽ xúc cho lệnh sản xuất nào, cho nhu cầu nào, thì cũng sẽ rất là chiếm diện tích kho bãi lưu trữ, vì có thể là trong thời gian đó cần phải nhập những cái chất khác nữa. Thì chính vì một cái câu chuyện nhỏ như vậy mà tụi em sẽ quyết định là phải đưa cái Master Plan vào sản xuất, để tất cả mọi người cùng nói chuyện về một data, cùng nói chuyện là vào làm việc trên một cái hệ thống.
Thì đối với doanh nghiệp sản xuất thì trả lời lại câu hỏi của anh là bài toán tồn kho, kiểm soát tồn kho, kiểm soát nguồn lực để mà đáp ứng kịp thời đơn hàng của khách hàng. Anh đi chi tiết hơn một chút về cái kế hoạch mua hàng đi, kế hoạch mua nguyên vật liệu hoặc là mua bao bì để phục vụ cho cái hoạt động sản xuất á. Thì với cái kế hoạch này á, thông thường em sẽ thấy những cái gọi là cái thông tin cụ thể nào mà hệ thống nó sẽ đề xuất cho mình, ví dụ đại loại như là về số lượng hay là về ngày chẳng hạn, thì em thấy là hệ thống nó sẽ giúp cho mình cái gì trong việc đề xuất? Thì đối với những cái kế hoạch mua hàng á, thì trên một cái lệnh mà hệ thống kêu mình đi mua á, thì ngoài những thông tin rất là căn bản như là mã hàng nè, số lượng hàng nè, thì nó còn sẽ tính cho mình là thời gian nào nên đặt hàng. Và nếu như mà mình hôm nay mà mình chạy master plan mà hệ thống quét ra và hệ thống thấy rằng là kể cả hôm nay bạn đặt hàng thì đối với nhu cầu đó bạn cũng đã trễ hàng rồi, thì nó cũng sẽ tính ra cho mình là mình sẽ bị trễ bao nhiêu ngày. Tức là nó có những cái cột thông tin mà list ra cho mình rất là chi tiết, và nó tính luôn cho mình dựa vào những cái list time mà mình khai báo, thì nó tính ra luôn là nếu ngày hôm nay mình đặt hàng thì khi nào hàng về tới kho đó, thì để cho mình có được gần như là đầy đủ thông tin để mà ra quyết định, có thể là phải làm việc lại với khách hàng chẳng hạn, hoặc là có thể là cái này nó rất là urgent thì mình sẽ phải boost vendor, hoặc là mình sẽ phải thay đổi cái cách thức vận chuyển làm sao đó, nếu đơn hàng này mình không có thể nào thỏa hiệp với khách hàng để mà lùi ngày lại thì mình phải thay đổi cách thức vận chuyển ngay sau đó. Cái việc mà áp dụng và triển khai cái phân hệ này thì ở tại tập đoàn của em nó mất bao lâu? Ví dụ như ở công ty phân phối thì tụi em mất tầm khoảng 2-3 tháng thôi là đưa vào vận hành chính thức và xuôn mượt luôn, là khoảng 2-3 tháng. Còn đối với công ty sản xuất thì tụi em cũng đã áp dụng rồi. Tuy nhiên để nói mà trơn tru á, thì cái phân hệ mà production planning á, thì tụi em vẫn phải quan sát và điều chỉnh cập nhật liên tục. Tại vì nó liên quan tới cái chuyện mà khai báo công suất máy, khai báo lịch làm việc, rồi đôi khi là có những cái tăng ca đột xuất mà user không có xử lý kịp thời, không khai báo các lịch làm việc update kịp thời giữa hệ thống và thực tế, cũng dẫn tới cái kết quả planning nó khác so với thực tế vận hành. Thì cái phân hệ sản xuất tụi em vẫn đang tức là có triển khai cho hệ thống tính toán là sản xuất cái gì, sản xuất bao nhiêu, nhưng mà về mà để mà gọi là match 100% với thực tế thì tụi em vẫn đang phải giải quyết một cái bài toán để kiểm tra lại các data khai báo về như em đã, nguồn lực, đội ngũ, nhân công, bao nhiêu người, máy móc như thế nào, và những data đó nó có chính xác hay không, thì vẫn là đang trong quá trình hoàn thiện lại cái data đó. Nhưng mà em đã mất cái thời gian bao lâu? Đối với công ty sản xuất thì cũng chỉ, nếu như mà tới bây giờ thì cũng chỉ mất khoảng 2 tháng để đi vào vận hành thôi. Thì cũng phải nói thêm là tại vì cái module master plan này là doanh nghiệp của em là triển khai cuối cùng sau tất cả những module của ERP khác, thì gần như là tụi em đã sử dụng ERP khoảng 2 năm nay rồi. Thì những cái vấn hệ như là mua hàng, kho bãi, bán hàng thì tất cả mọi user đều đã có những cái trải nghiệm và có những cái hiểu biết rất là rõ ràng và nhất định về ví dụ là cách đọc, hiểu các giao dịch trên hệ thống. Do đó là khi mà đưa master plan vào thì nó khá nhẹ nhàng ở cái phần sau, tại vì user không có lạ lẫm nữa. Và họ rất là dễ trong cái chuyện vì họ đã hiểu các cái gọi là các ý nghĩa của các giao dịch ở các cái phân hệ khác rồi, cho nên là cái việc mà họ đọc, hiểu và project lại cái kết quả của master plan nó trở nên rất là nhẹ nhàng. Ở đây em thấy nó có một cái điều nó hơi lạ là ví dụ như khi mà mình quyết định mua ERP á, thì phần lớn gần như là 90% mọi người đều quan tâm đến cái việc gọi là lập kế hoạch, đúng không? Planning. Thì vì chữ planning trong cái chữ P. Nhưng mà ở đây anh thấy được rằng cái việc mà để mà áp dụng và triển khai cái phân hệ lập kế hoạch này á, thì nó lại nằm cuối cùng và nó được thực hiện gần như là sau một cái khoảng thời gian dài. Thì anh không biết là nó có một cái lý do gì, hoặc là nó khó khăn, hoặc là nó cũng là thời gian để mà tất cả những người dùng trải nghiệm, làm quen, để hiểu được là như thế nào để ra một cái số liệu lập kế hoạch đúng. Thì em có thể chia sẻ thêm là lý do vì sao? Đối với cái view của tập đoàn em á, thì là giống như cái point cuối của anh, tức là anh cũng biết là khi mà một cái doanh nghiệp mà sử dụng một hệ thống hoàn toàn mới và trong quá trình triển khai tới quá trình vận hành, nó có rất là nhiều những cái khó khăn, nào là phải
user phải quen, phải biết, phải hiểu và phải biết, ở đây không phải là chỉ biết bấm cái gì mà phải biết cách xử lý khi mà ví dụ như gặp lỗi cái giao dịch đó thì mình đọc hiểu các lỗi. Thì nguyên một cái khoảng thời gian đó là cái thời gian để cho user hiểu một cách rõ ràng và thấu đáo nhất các cái giao dịch trên hệ thống. Thì tụi em tin rằng á, là khi mà user hiểu các cái giao dịch đó rồi á, thì cái việc vận hành master plan nó sẽ hiệu quả hơn. Tại vì lúc đó user sẽ hiểu à, thứ nhất là các cái giao dịch kho như vậy thì khi nào hệ thống ghi nhận là có tồn kho, hoặc là đối với các phân hệ QC, nếu QC chưa QC thì hệ thống có ghi nhận tồn kho hay không, có coi, có consider đó là tồn kho available để sử dụng hay không, có đem vào planning hay không. Tức là để mà user hiểu thấu đáo được như vậy thì cả những cái giao dịch ở các phân hệ trước đó là các bạn đã phải nắm rất là rõ rồi. Thì coi như là tụi em triển khai, cho nên tụi em đi tới bên tập đoàn là quyết định là sẽ cho user làm thật là làm quen với tất cả các module trước. Rồi sau đó là lúc đó sử dụng cái master plan thì user sẽ có thể là cải thiện thêm những, bổ sung thêm những cái bộ data nhỏ nhỏ thôi, ví dụ như là ở list theme nhà cung cấp, safety stock đưa vào là bắt đầu chạy tiếp cái phần sau. Thì khi mà giống như hồi nãy em có nói với anh là khi lúc đó thì khi các bạn kiểm tra lại cái kết quả mà hệ thống plan đó, thì các bạn rất là dễ hiểu được à, tại sao tôi có một lượng tồn kho như thế này đang kẹt ở QC mà hệ thống không plan đến. À, là vì các bạn sẽ hiểu được à, tại vì QC chưa có nói nó là pass thì hệ thống coi như là chưa có cái khúc kho đó. Dữ liệu ở đây nó sẽ đóng cái vai trò quan trọng như thế nào trong cái việc planning? Nó có phải là yếu tố, chỉ là yếu tố đầu vào hay không, hay là cái yếu tố xuyên suốt trong cái quá trình mà hệ thống mình run hoặc hệ thống mình chạy cái chức năng planning, và cái kết quả đầu ra nó sẽ như thế nào? Dạ, trong nếu mà mình đã nói về hệ thống thì các cái data nó là cái gọi là nguyên vật liệu chính để nấu ra một cái món ăn. Tại vì ví dụ như là hệ thống, ví dụ cái master plan nó sẽ plan dựa trên các cái chi tiết nhỏ nhất có trên hệ thống, như các cái chi tiết về tồn kho, hoặc là những cái tồn kho nào đang kẹt ở QC, hoặc là tồn kho nào đang nằm trên VO, hay là vân vân và vân vân. Thì những cái data ví dụ như là về lead time của nhà cung cấp mà anh khai báo sai thì cũng sẽ dẫn tới plan sai, hoặc là safety stock của anh mà anh khai báo không đúng thì cũng sẽ dẫn tới là planning ra một kết quả nó rất là trớt quớt so với cái nhu cầu thực tế. Ví dụ như là một cái lead time nhà cung cấp, em nói ví dụ đi, là cái nhà cung cấp đó là ở nước ngoài, đáng lẽ là mình phải khai là 120 ngày, nhưng có thể là human mistake, các bạn gõ vô có 12 ngày. Thì khi mà thì những cái phần khai báo đó là thuộc về bên bộ các gọi là bộ nhân viên của phòng mua hàng, nhưng mà cái người mà thừa hưởng và vận hành tiếp tục bởi cái data đó là bạn planner. Thì khi mà bạn planner chạy ra thì có thể nói ô, tôi có một cái đơn hàng trong giữa tháng 1, mà bây giờ ví dụ như hệ thống nó nói ô, cái nguyên vật liệu này chỉ cần mua này trong 12 ngày là có, thì ví dụ đầu tháng 1 đặt là được rồi, thì anh thấy là kết quả nó sẽ rất là khác. Thì data, cái việc khai báo đúng và đủ và chính xác data nó trở nên cực kỳ quan trọng khi anh xài một cái hệ thống mà xuyên suốt trong các cái doanh nghiệp. Ở đây anh thấy em có đề cập đến hai cái vấn đề. Thứ nhất là vấn đề về cái người khai báo dữ liệu, đúng không? Dạ. Và thứ hai là cái người kế thừa và sử dụng cái dữ liệu đó. Thì ví dụ như là khi cái người khai báo xong, thì ví dụ như là nó sẽ có những cái trường thông tin mặt dữ liệu của những bộ phận khác họ kế thừa chẳng hạn, thì có nên chăng là mình sẽ in hoặc là mình sẽ đưa những cái thông tin về mặt dữ liệu đó cho những bộ phận khác, mình làm một cái cơ sở để đối chiếu lại? Thật ra thì như là khi mà mình xài một cái hệ thống mà được gọi là các data được tập trung về một chỗ thì cũng chẳng cần phải đưa gì hết, nhưng mà là các bạn làm việc ở những cái bộ phận mà có cái tính kế thừa cao thì gần như đều có quyền để vào xem các cái data đó hết. Thì ví dụ như em nói là một cái bạn về procurement đi, một cái bạn phụ trách về mua hàng, khi khai báo dữ liệu thì hoàn toàn một cái bạn planner hoàn toàn có thể vào và cross check lại xem là ở các cái dữ liệu đó nó có hợp lý hay không. Dạ, thì hoàn toàn điều đó nó rất là chủ động cho cái bạn planner. Và cũng chia sẻ với anh luôn là hồi trước đó, khi mà các bạn mà làm planning bằng Excel á, thì các bạn rất là khổ sở trong cái việc tập hợp data trước khi các bạn plan.
Tức là anh hình dung cái câu chuyện là các bạn trước khi muốn plan, các bạn sẽ xuất cái gì? Các bạn sẽ xuất toàn bộ thông tin về vendor, lead time của vendor đó. Tại vì những thông tin đó nó nằm ở đâu? Nó nằm trên ERP. Thì rồi xong các bạn xuất tiếp toàn bộ những cái khai báo về safety stock. Rồi các bạn xuất tiếp toàn bộ những cái đơn hàng đang có trên hệ thống. Xuất tiếp toàn bộ cái PO đang có trên hệ thống. Rồi xuất tiếp toàn bộ tồn kho tại cái thời điểm mà các bạn đang tính planning. Thì nếu như mà doanh nghiệp càng ngày càng phát triển, càng ngày càng có nhiều mã sản phẩm, à còn xuất tiếp thêm các cái bom nữa, các cái công thức của sản phẩm. Dạ. Thì nếu như mà một doanh nghiệp có rất nhiều mã sản phẩm, có rất nhiều nhà cung cấp, thì cái dung lượng mà anh xuất bao nhiêu đó mà anh đẩy lên trên một cái file Excel thì em không tin rằng là các bạn có thể plan Excel một cách hiệu quả trong một thời gian dài. Vì nội cái chuyện xuất không đã mất thời gian rồi, cái chuyện dữ liệu nó nặng nó cũng sẽ chiếm rất là nhiều, nó sẽ làm ảnh hưởng rất là nhiều tới cái kết quả mà planning về mặt timing. Thì và đã có những cái tình huống là khi các bạn, ví dụ như các bạn đi thay đổi công thức, nhưng mà chỉ lên ERP thay đổi mà không báo lại cho bạn planner, thì hôm qua bạn lên bạn xuất thì hôm nay người ta lên thay đổi, bạn không biết, không được nắm thông tin, có thể là người ta quên báo, thì cũng dẫn tới kết quả planning nó sai đó. Thì khi mà tất cả các data được centralize về một hệ thống và tất cả mọi người làm việc trên đó, nói chuyện cùng một ngôn ngữ, thì công việc của nhau nó rất là dễ dàng về kế thừa và kiểm soát chéo lẫn nhau, nó rất là đơn giản. Thì anh nghĩ đó là một trong những cái khó khăn trước khi mình sử dụng cái phần hệ lập kế hoạch, đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà trong cái quá trình mà mình triển khai thì theo em mình có những cái khó khăn gì? Quá trình triển khai hả? Thật ra đối với em thì khó khăn lớn nhất lúc đầu là thuyết phục được user tin rằng cái master plan sẽ rất là gọi là hữu ích cho các bạn. Dạ, tại vì các bạn sẽ nói lúc đầu thật sự như anh cũng biết là tập đoàn của em là đã triển khai ERP cả 2 năm rồi. Nhưng mà chỉ gần đây mới đưa master plan vào thì có gặp một chút khó khăn trong việc thuyết phục user tin dùng cái phân hệ master plan. Tại vì các bạn thứ nhất là nghĩ là cái công chuyện planning nó đã rất là mệt mỏi, số liệu rất là đã phức tạp rồi, mà bây giờ xài hệ thống thì phải check, rồi phải học thêm những cái logic của nó, rồi phải ngồi cùng với đội triển khai để học hiểu về hệ thống, các cái parameter chạy như thế nào, các cái trường thông tin ra làm sao, thì có vẻ như là gặp khó khăn trong lúc đầu là như vậy. Nhưng mà sau khi mà ngồi lại cùng nhau cố gắng thuyết phục, và đôi khi là những cái quyết định rắn từ top down xuống, thì bắt đầu mọi người mới tập trung nguồn lực để mà tập trung nguồn lực và thật sự là bắt đầu dành thời gian cho master plan, ngồi họp với nhau cùng hiểu về hệ thống. Ví dụ như là em phải dành thời gian để hiểu công việc planning của các bạn, và các bạn phải dành thời gian để em có thể nói với các bạn về cái cách vận hành của hệ thống, thì mình mới đi được cùng với hệ thống. Thì lúc đó khi mà đã bắt đầu vận hành cùng nhau rồi thì mọi chuyện nó đơn giản, nó không còn quá phức tạp nữa. Thì em nghĩ khó khăn lúc đầu là vẫn, em nghĩ là một cái bài toán khó khăn chung cho tất cả mọi cái công việc triển khai hệ thống khác, đó là cái sự đồng lòng và cái sự quyết tâm mà đi theo một cái module nào đó hoặc đi theo một cái hệ thống nào đó. Nhưng mà ngoài cái chuyện mà em thuyết phục ra thì cái cách mà sử dụng hệ thống nó có vấn đề gì hay không? Có khó khăn gì không? Một cái khó nữa trong việc sử dụng, nếu mà nói về đây là khó khăn trong việc sử dụng á, thì là làm sao để cái kết quả master plan á, nó chạy ra nó sát với cái thực tế vận hành của mình, thì cái đó là một cái khó trong cái việc mà mình vận hành nó. Thì để mà giải quyết cái bài toán này thì thứ nhất là mình phải rất là hiểu rõ các cái tập tính của cái từng cái sản phẩm hoặc từng cái nhóm sản phẩm trong cái công ty của mình. Ví dụ như ở cái nhóm nguyên vật liệu mua ở nước ngoài thì có cần phân nhóm không? Nhóm mà có lead time 20 ngày thì nó sao, mà 120 ngày thì nó sao, mà 200 ngày thì nó sao, và cái độ trễ cho phép, mà cái độ trễ mà mình chấp nhận được của từng nhóm nguyên vật liệu nó như thế nào. Tức là mỗi một nhóm nguyên vật liệu nó sẽ có những cái đặc thù riêng, mình không thể nào mà set up một cái parameter mà chạy hết cho tất cả nguyên vật liệu, thì lúc đó cái kết quả giữa planning trên hệ thống và cái kết quả thực tế vận hành nó rất là khác nhau. Do đó là cái công việc mà tụi em sẽ phải ngồi lại với nhau, phải cùng hiểu, và các bạn planning sẽ trình bày, các bạn planner sẽ trình bày là bình thường với cái nhóm nguyên vật liệu này thì thường là tụi em sẽ làm sao, nếu như mà ở những đơn hàng tiệm cận nhau trong bao nhiêu ngày thì tụi em có hay gom lại không,
hay là tụi em cứ đặt rời ra, hay tức là mình sẽ phải hiểu rất là rõ những cái chi tiết trong vận hành hàng ngày của các bạn để mình cùng đưa quy nó về một cái parameter. Tại vì anh cũng biết là hệ thống thì nó chỉ làm việc trên các parameter thôi, nó không có nếu lì là ở gì hết, là parameter nó sẽ đọc hiểu, thì làm sao để mình quy những cái tập tính vận hành đó thành những cái thông số fix lại trên hệ thống để kết quả planning nó khớp nhất với cái thực tế vận hành của các bạn. Nhưng mà theo em được biết á, thì nói về kế hoạch á, thì nó gần như thường xuyên thay đổi, đúng không? Nó luôn luôn biến đổi. Thì có cách nào để mà nó linh động đến mức á, là mình có thể tùy biến theo cái sự thay đổi này hay không? Hay là mọi thứ mình đều phải cứng nhắc dựa trên cái dữ liệu đầu vào, rồi dựa trên cái gọi là cái tham số mà em khai báo để ra kết quả như mình mong muốn. Thì giống như em nói là cái kết quả có sát với là thực tế vận hành hay không. Nhưng mà em biết là về mặt kế hoạch hoặc là kế hoạch vận hành thì nó luôn luôn nó thay đổi bởi rất là nhiều những yếu tố khác nhau. Thì lúc đó là mình sẽ như thế nào? Nếu như mà em nói ví dụ như là đơn giản đi, khách hàng thay đổi về đơn hàng đi, về số lượng đi, thì hệ thống hoàn toàn flexible cho anh là anh hoàn toàn có thể lên sửa lại cái số lượng trên đơn hàng đó. Anh cần thì anh lại chạy lại cái master plan cho đúng cái mã đó thôi, thì hệ thống bắt đầu sẽ quét qua và tính lại trên đúng cái mã đó thôi, thì các bạn cũng rất là dễ để mà follow up tiếp theo. Anh hỏi thêm một chút là chạy lại master plan cho đúng cái mã sản phẩm mà khách hàng thay đổi về số lượng hoặc là về ngày yêu cầu, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Còn trong trường hợp mà nếu như vậy thì có phải là mình có, ngoài cái chuyện mà mình chạy master plan cho rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau, thì mình có thể linh động chạy master plan cho một nhóm sản phẩm hoặc là một sản phẩm, đúng không? Dạ đúng. Ok. Rồi mình có thể linh động là tạo những cái master plan gọi là version, những cái phiên bản khác nhau để mà mình chạy, để mà mình kiểm soát, kiểm tra đối chiếu không? Được anh, tức là ví dụ như là bên đội planning của em thì như các bạn sẽ có nhu cầu là em chỉ muốn chạy planning cho những đơn hàng hiện hữu trên hệ thống thôi, đừng có nói gì tới cái demand forecast của em hết. Rồi thì mình sẽ set up một phiên bản chỉ quét những cái đơn hàng hiện hữu trên hệ thống. Hoặc là bạn nói là không, em vừa muốn là chỉ chạy những cái planning cho những cái demand forecast thôi, đừng liên quan tới đơn hàng hiện hữu trên hệ thống, thì mình cũng set up được thêm một cái phiên bản như vậy. Và bạn nói là không, bây giờ em lại muốn một cái bức tranh tổng thể hơn, là vừa có các đơn hàng hiện hữu và những cái demand forecast, thì mình lại cũng set up tiếp theo là một cái phiên bản như vậy. Tức là bây giờ khi bạn lên hệ thống, bạn muốn nhìn một bức tranh có những dữ liệu gì thì bạn hoàn toàn chọn được những cái gọi là cái loại master plan đó để mà bạn chạy. Ở đây anh nghe em chia sẻ là loại master plan thì nó sẽ như thế nào? Có phải là ngắn hạn hoặc là dài hạn, hoặc là theo đơn hàng, hoặc là theo dự báo, hoặc là theo tồn kho không? Em gọi là loại master plan đó. Em gọi là loại master plan đó thì là loại gọi là cái cách lên kế hoạch nào, tức là dựa trên cái nhóm data nào mà bạn muốn sử dụng để lên để mà coi cái phần kế hoạch. Anh hiểu. Nhưng mà theo anh được biết á, thì để chạy master plan á, thứ nhất là cần mất rất là nhiều thời gian, đúng không? Thì thông thường cái việc mà mình run cái này nó sẽ mất bao lâu, và cái cách mà mình run cái này như thế nào thì em có thể chia sẻ thêm. Thường á, theo trải nghiệm của bên em á, nếu mà anh run nó trong cái giờ mà làm việc á rất là lâu, thì thường là em để cho nó run vào lúc đêm á, thì em có set batch job, tức là bên tập đoàn em set batch job cho chạy mỗi ngày luôn, mỗi đêm chạy. Thì và theo em quan sát thì mỗi đêm chạy, nếu mà chạy toàn bộ data trên hệ thống ở công ty sản xuất, tức là cái khối lượng data rất là nhiều, bom rồi các thứ rất là nhiều, thì mất chừng khoảng 3 tiếng thôi. Tức là mà để mà tránh cái tình trạng là một user nào đó vào thay đổi data mà không, tức là bạn planner không kịp, gọi là không kịp biết, thì em set luôn là mỗi đêm là hệ thống đều quét qua master plan để chạy. Thì đương nhiên là nhờ những cái đơn hàng nào mà được firm qua rồi thì coi như là nếu như có thay đổi là phải thông báo cho nhau, có thể bằng mail hay cái gì đó. Còn tất cả các phần planning là chạy qua đêm hết. Batch job ở đây anh hiểu có phải là công việc mà mình thiết lập để mà hệ thống chạy theo một cái thời gian nhất định, đúng không? Dạ đúng rồi. Okay.
hệ thống chạy tự động, hoàn toàn tự động hết. Thì cái phần việc của các bạn planner là sáng ngày hôm sau lên chỉ mở cái kết quả ra và cross check tiếp tục, hoặc là coi giống như anh đặt cái trường hợp là nếu khách hàng có thay đổi thì tôi có cần phải làm cái gì thêm không, tôi cần phải điều chỉnh lại cái bức tranh nó như thế nào hay không. Nhưng mà cho anh hỏi cái là tại sao mình không chạy vào cuối tuần hoặc là cuối tháng chẳng hạn, nhưng mà tại sao mình phải chạy back job mỗi đêm, hay là do đặc thù của bên em? Để mà gọi là các bạn nói là thôi chắc ăn chị cho chạy mỗi một, tại vì giống như em nói với anh là trong thời gian này á, cái phần công ty sản xuất á, tụi em vẫn đang là testing, không gọi là testing nữa mà thật ra đã vận hành rồi, nhưng mà vẫn phải quan sát rất là kỹ để cải tiến. Dạ, dạ, để cải tiến. Và cho nên là muốn coi là nếu như những cái và cái phần mảng vendor của bên em á, thì có thể là các bạn thay đổi lead time hoặc là cái đơn hàng thay đổi cũng khá là thường xuyên, thì sẽ để cho chạy mỗi một đêm để cho nó chắc ăn rằng là giống như em nói là cái gì mà thay đổi thì hoàn toàn planner có thể đều được cập nhật vào sáng ngày hôm sau. Và đối với những cái đơn mà đã firm rồi thì khi mà firm, bạn planner firm những cái PO hay gì thì cái nhiệm vụ của bạn mua hàng sẽ phải nhìn cái PO được firm đó, là lúc đó là bạn sẽ kiểm soát như vậy là cái thời gian này là có đúng cái thời gian mà mình mới cập nhật hôm qua hay không, thì sẽ đi tiếp theo. Ở đây anh nghe em dùng một cái thuật ngữ gọi là firm, thì anh hiểu có phải là mình chuyển cái trạng thái từ cái kế hoạch mua hàng hoặc là kế hoạch sản xuất thành cái đơn hàng mua thực tế đúng không? Dạ, hoặc đúng. Là thành cái lịch sản xuất đúng dạ, không? Dạ đúng. Rồi. Nếu như vậy có nghĩa là anh có thể anh tóm tắt lại, mình sẽ có hai cái khó khăn chính trong cái việc mà mình triển khai cái hệ thống hoặc là một cái phân hệ đúng không? Lập kế hoạch tổng thể. Dạ. Cái khó khăn đầu tiên là về thuyết phục đúng không? Thuyết phục để làm thế nào để mà mình chia sẻ hoặc là trao đổi với người dùng để mà họ thấy được cái giá trị mà hệ thống mang đến so với cái việc mà lập kế hoạch bằng tay, lập kế hoạch trên Excel. Yeah. Phải tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều nguồn lực và chưa chắc nó là chính xác nữa. Yeah. Và hệ thống thì chắc chắn chính xác đúng không, nếu như dữ liệu đầu vào đúng. Yeah, đúng, nếu như tham số mình khai báo đúng thì chắc chắn con số đưa ra sẽ chính xác. Yeah. Và mình có thể giải thích được. Yeah. Đôi khi người dùng của mình có rất là nhiều sai sót và mình đưa ra một con số mà đôi khi mình thấy sai nhưng mà mình chưa chắc gì mình có thể giải thích được. Yeah. Đấy. Thứ hai là về sử dụng hệ thống, sử dụng các cái phân hệ hoặc là cái tính năng. Thì giống như em nói đó, thì đứng ở cái vai trò là người quản lý dự án, cũng là người tư vấn, thì em cũng phải am hiểu được một cái người thực tế khi họ cần lập kế hoạch họ sẽ làm gì. Yeah. Am hiểu rành rẽ từng ngành hàng, từng loại sản phẩm, từng loại nguyên vật liệu nó như thế nào, đặc thù ra làm sao. Đấy. Bù lại thì người sử dụng họ cũng phải hiểu được rằng những cái chức năng ở trên hệ thống này nó phục vụ cho cái công việc gì, cho cái mục đích gì của họ. Đấy. Và anh nghĩ mà nếu mà dung hòa được hai cái khía cạnh này thì cái việc mà triển khai master plan hoặc là lập cái kế hoạch tổng thể, anh nghĩ nó sẽ thành công. Đấy, sẽ thành công. Nhưng mà theo em có một cái tiêu chí nào để mà mình đánh giá cái chuyện mà chạy cái master plan nó đạt hiệu quả hay không? Theo trải nghiệm của em thì tại doanh nghiệp của em hiện giờ, em sẽ hỏi các bạn là master plan sau khi mà các em sử dụng nó có giúp được gì cho tụi em hay không. Thì lúc trước thì các bạn giống như hồi nãy em có cái câu chuyện là các bạn có vẻ rất là quan ngại trong cái chuyện phải sử dụng hệ thống. Thì bây giờ cái mà đầu tiên các bạn sẽ nói là về mặt thời gian, chị ơi vậy em khỏe lắm chị, em bấm một cái là hệ thống tính cho em. Thì tức là khoảng là về mặt thời gian sẽ tiết kiệm được cho người dùng về mặt xuất data ha. Và khi mà anh phải maintain hai ba hệ thống, data bên hệ thống này nhưng mà planning bên hệ thống khác thì nó rất là mất thời gian. Thì nếu anh quy về xài master plan trên cùng một hệ thống thì nó tiết kiệm cho anh về mặt thời gian. Thứ hai là về độ chính xác, thì giống như anh nói, tất cả mọi thứ tồn kho trên đó, đơn hàng trên đó, đơn hàng bán ra trên đó, đơn hàng mua vào trên đó, tất cả mọi thứ nó ở trên đó rồi thì cái độ chính xác nó rất là cao và giảm thiểu được cái human mistake rất là nhiều. Những cái mistake đến từ người dùng về trong việc xử lý data rất là nhiều. Thứ ba là cái tính rõ ràng,
Em thấy ở đây một cái tính rõ ràng là các bạn có vẻ rất là tâm đắc, tức là đối với những cái kết quả mà master plan, mà cái hệ thống mà nó cho ra, ví dụ như hệ thống kêu là mua nguyên vật liệu này 1.000 cái, thì hoàn toàn người dùng có thể chỉ qua vài cú lích chuột có thể truy xuất được tại sao, lý do tại sao, ở đâu, từ nhu cầu nào mà hệ thống kêu mình ngày hôm nay đi mua 1.000 cái này. Và hệ thống trích xuất rất là rõ ràng, từ demand forecast này nè, ngày này bạn đưa một cái demand forecast lên hệ thống, bạn nói với tôi là bạn cần 1.000, thì hồi ngày hôm thì tôi mới nói bạn là bạn đi đặt 1.000 đi. Thì cái chuyện mà các bạn rất là dễ dàng để mà có thể truy xuất được cái nhu cầu này nó đến từ đâu thì rất là dễ. Còn hồi xưa các bạn mà plan bằng Excel thì cái việc truy xuất nó rất là khó để phải truy tầng 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 lớp lớp. Và đặc biệt đối với sản xuất thì cái việc mà truy ra, giống như anh nói là sản xuất thì nó có bom mẹ rồi bom con của bom con, nó rất là nhiều tầng, thì cái cũng y như vậy, cái việc truy xuất cũng trở nên rất là đơn giản, vài cú lích chuột là biết là tại sao đi sản xuất cái này, tại sao, thì có thể truy từ 5-6 tầng lớp ở trên khác nữa, rất là dễ cho các bạn. Okay. Dạ. Nếu như vậy anh có thể tạm hiểu được rằng cái hiệu quả mà master plan mang đến, ngoài cái chuyện về tiết kiệm về thời gian đúng không, thì thứ hai là tăng cái độ chính xác trong cái việc mà hoạch định, lập kế hoạch, và thứ ba nữa là mình có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc, đúng không? Tại vì ra một con số thì chắc tất nhiên là mình sẽ biết con số này đến từ đâu. Đấy. Anh nghĩ rằng câu hỏi cuối cùng và cũng là một trong những điều mà tất cả những doanh nghiệp quan tâm, thì theo em để mà làm thế nào để triển khai master plan hoặc là cái phần hệ lập kế hoạch tổng thể này của mình một cách thành công và giảm được cái áp lực cho cái người sử dụng nhất, thì với cái kinh nghiệm của em thì em có thể chia sẻ một vài những cái khía cạnh hoặc là một cái kinh nghiệm của mình trong cái vấn đề này. Theo những gì em trải qua thì em nghĩ rằng là cái yếu tố đầu tiên nhất để mà triển khai bất kỳ một cái dự án nào thành công, chứ không riêng gì module master plan, đó là phải có sự đồng lòng từ cấp trên xuống tới cấp dưới. Tại vì cũng anh cũng sẽ biết là rất là khó để cho một đội nhóm, dù là đội nhóm triển khai đó nó có tốt, có giỏi tới đâu đi chăng nữa, nhưng mà nếu như không được sự đồng lòng từ cấp quản lý trực tiếp của cái bộ phận đó thì cũng rất là khó trong cái việc mà mình triển khai và mình thuyết phục được user dành thời gian và dành sự tập trung cho một cái hệ thống hoặc một cái module nào đó. Thì em nghĩ là cái yếu tố đầu tiên nhất đó là sự đồng lòng và thống nhất từ trên xuống dưới, để cho mở đường cho cái đội triển khai, họ sẽ dễ làm việc và gọi là có những cái thiện cảm ngay từ ban đầu khi mà ngồi trao đổi với các user. Cái thứ hai á, là sau khi có sự đồng lòng rồi, sau khi mọi người biết là doanh nghiệp muốn gì và đích đến doanh nghiệp muốn ra làm sao, thì trong cái giai đoạn triển khai thì cái việc mà phải ngồi lại trao đổi với nhau, chia sẻ những cái kiến thức về vận hành, những kiến thức hệ thống một cách liên tục, những cái sự họp hành liên tục, nó trở nên rất là cần thiết. Tại vì gọi là sao ta, tức là giống như là giống như hồi nãy em nói là em sẽ phải chia sẻ rất là rõ cho các bạn biết là cái hệ thống logic vận hành như thế nào, và các bạn cũng phải nói cho em biết là bình thường các bạn vận hành, cái thói quen vận hành, cái thói quen plan của các bạn ra làm sao, và có những cái khúc mắc gì không, có những cái case nào mà ví dụ như là nếu như thế này, nếu như thế kia thì bạn sẽ giải quyết như thế nào, để mình sẽ không phải là một cái bài toán là mình xài hệ thống không, mà cái bài toán là khi mà hệ thống vào vận hành, nếu gặp những cái vấn đề đó thì có giải quyết được trên hệ thống không, hay là chúng ta sẽ phải làm cái gì ở ngoài hệ thống, là những cái bức tranh đó chúng ta đều phải thấy hết. Thì lúc đó thì cái chuyện triển khai á, và cái chuyện mà vận dụng vào hệ thống á, nó mới trở nên dễ dàng và thiện cảm hơn với người dùng. Ok, cảm ơn Phương. Thì anh nghĩ rằng với cái buổi chia sẻ của em ngày hôm nay có thể mang đến cho tất cả các anh chị quan tâm về cái chủ đề lập kế hoạch tổng thể nguồn lực doanh nghiệp, hoặc là lập kế hoạch tổng thể trong doanh nghiệp của mình một cách hiệu quả nhất, một cách tốt nhất, và tất cả những cái vấn đề mà các anh chị muốn quan tâm về như thế nào là chuyển đổi số, hoặc là như thế nào là để áp dụng một cái hệ thống ERP cho doanh nghiệp của mình trong những cái trong cái công tác vận hành, thì rất vui sẽ hẹn gặp lại các anh chị trong các cái buổi tọa đàm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.